Như vậy cho giới hạn quang điện tìm công thoát. Như vậy công thoát A bằng HC chia cho lambda 0. HC đây nhân lại chính là 19,875 nhân 10 trừ 26 joule mét. Lambda ở đây là bằng 0,15 nhân 10 trừ 6 mét. Ta bấm máy tính. Mười chín phẩy tám bảy năm nhân mười mũ trừ 26 chia cho 0,6. Như vậy cái này bằng 2,65 nhân 10 mũ trừ 19 joule. 2,65 nhân 10 mũ trừ 19 joule thì có nghĩa là chọn C.